Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video review về xe máy 50 phân khối trên kênh YouTube của mình. Nếu các bạn muốn có một mẫu xe theo cái thiên hướng kiểu dáng giống như là Vespa nhưng lại không cần phải bỏ ra một số tiền quá nhiều, cũng như là không cần phải bằng lái xe vẫn có thể lái được xe ở trên đường, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho bạn một mẫu xe 50 phân khối có tên đó là Neoshima Plus. Cái mẫu xe Neoshima Plus màu xanh đá mà mình review cho các bạn ngày hôm nay, các bạn có thể nhìn thấy là cái màu này nhìn khá là đẹp mắt đúng không nào? Hay là ở dân mạng người ta hay gọi là nó na ná như kiểu là cái màu xi măng ấy. Đấy, nhưng mà mình thì mình thấy là cái màu này nó thiên hướng theo xanh đá nhiều hơn. Cái mẫu xe này thì kiểu dáng tổng thể chung khá là giống Vespa, nhưng ở trên mẫu xe này thì có một số những điểm mà mình nghĩ là nó sẽ rất là hiện đại mà các bạn có thể nhìn thấy được luôn. Thứ nhất đó là ở cái cụm đèn ở phía trước này. Các bạn nhìn đó, nó là đèn LED hoàn toàn, và với đèn LED hoàn toàn thì nó sẽ có tính trang trí tốt hơn, nó sẽ chiếu sáng ngon hơn, và đèn LED thì nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Và thêm nữa này, các bạn nhìn này, cái dải đèn LED ở đây nó sẽ đổi màu, đèn LED đổi màu luôn. Bạn nào mà yêu thích máy tính hay thích các cái bộ cây mà nó đổi màu như này thì rõ ràng là đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà cũng rất là tông sạch tông ấy chứ đúng nào. Ok, chúng ta sẽ đi tới xuống phần dưới thì sao. Ở phía dưới này chúng ta cũng sẽ có thêm những dải đèn đề mi LED nữa, và xi nhan cũng là đèn LED luôn. Và thêm một cái điểm nữa đó là cái mặt đồng hồ này thì là đồng hồ điện tử hoàn toàn, không có bất kỳ một tí cơ kiếc cái thứ gì ở đây cả. Đấy, với mặt đồng hồ điện tử này thì chúng ta sẽ có những chỉ báo về vận tốc này, rồi là quãng đường đi được này, mức xăng còn lại là bao nhiêu. Vậy nên là qua những cái mình nghĩ là tinh chỉnh nho nhỏ thôi thì chúng ta đã có thể thấy được là cái mẫu xe này nó hướng tới những đối tượng khách hàng nào mà thích một cái kiểu dáng vừa cổ điển kết hợp với cả tính hiện đại nữa. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thế nào. Cụm đèn ở phía trước này là đèn vuông, khá là giống với cả Vespa S, hay chúng ta hay còn gọi với một cái tên đó là Vespa Sprint ấy. Đấy, và với cái cụm đèn vuông như này trông nó sẽ nam tính hơn đúng không nào. Và cái cụm đèn này thì thực sự là rất là đẹp, có thể coi như là linh hồn của cái mẫu xe này. Phía dưới này chúng ta sẽ có logo Neoshima ở đây, cũng có thêm một cái dải LED Neoshima sáng màu ở phía dưới này nữa. Cái rè chắn bùn này khá là to bản để giúp cho chúng ta khi mà đi vào trời mưa chúng ta cũng không phải lo lắng đến việc bị bắn bùn quá nhiều. Đấy, và thêm nữa đó là cái phần vây cá mập giả dạng chrome ở đây sẽ tạo nên cái điểm nhấn cho cái phần rè chắn bùn phía trước. Các bạn có thể nhìn thấy luôn là về an toàn thì cái mẫu xe của chúng ta sẽ có lốp là lốp không xăm, cả lốp phía trước lẫn lốp phía sau kia, để giúp cho chúng ta khi mà đi lại nhỡ may có cán phải đinh thì lốp nó cũng sẽ không xẹp đi luôn, và như thế đi lại nó sẽ an toàn hơn. Và phanh, các bạn nhìn này, phanh đĩa ở phía trước luôn nha các bạn nhé, phanh đĩa ở phía trước, phanh tăng trống ở phía sau. Mình thấy là chỉ cần một phanh đĩa thôi, đối với một cái mẫu xe 50 phân khối đi lại nhẹ nhàng trong phố với vận tốc thấp thì như thế đã là ổn rồi. Rồi, tiếp tục nữa nào, về chất liệu thì sao? Toàn bộ cái phần nhựa này thì đều là nhựa ABS, nó sẽ có tính đàn hồi khá là cao, cũng như là cái nước sơn này là nước sơn cao cấp, nên là khi mà các bạn vào những cái điều kiện như là trời nắng ấy, bây giờ mùa đông thì không vấn đề gì nhá, nhưng mà khi chúng ta đi vào mùa hè trời nắng gắt, chúng ta phơi xe ở ngoài trời thì chúng ta cũng không sợ là nước sơn bị bay màu hay là nhựa nó sẽ bị giòn hay các thứ. Đấy, những phần nhựa này độ đàn hồi rất là cao, và khi mình đập này các bạn gần như là không nghe thấy tiếng cọt kẹt gì của các cái khớp nối ở đây cả. Đấy, bởi vì là cái mẫu xe này mình thấy là hoàn thiện tương đối tốt. Cái phần yên xe này thì cái phần da này khá là mềm, và nó được cách điệu bởi những đường chỉ may kép như này để tách bạch giữa phần của người ngồi trước cũng như là phần của người ngồi sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái tính tiện dụng của cái mẫu xe này thì sao. Đối với một mẫu xe theo thiên hướng xe ga như này thì rõ ràng khi mà mình ngồi lên như này, các bạn có thể nhìn thấy là nếu mà đi vào trong trời mưa thì chúng ta sẽ không sợ bị bắn bùn lên trên giày đúng không nào. Đó là tính tiện dụng đầu tiên. Thứ hai nữa là dáng ngồi của mình lên trên mẫu xe này, các bạn sẽ nhìn thấy luôn là nhìn dáng ngồi rất là ổn đấy chứ đúng không. Dáng ngồi thẳng đấy, khoảng cách từ đầu gối cho đến phần này nó vẫn còn khá là xa. Neoshima họ làm vòm cái phần này lại đấy, các bạn nhìn này. Đấy, để cho chúng ta khi mà đi chúng ta không bị kích cái đầu gối lên đây, nó đỡ bị khó chịu hơn. Chúng ta sẽ có những cái gì nữa nào, chúng ta sẽ có những móc treo đồ ở đây để ví dụ như là chị em có đi chợ thì chúng ta có thể treo thức ăn các thứ vào đây được. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái hộc chứa đồ nhỏ nữa đây. Với cái hộc chứa đồ nhỏ như này thì chúng ta có thể để được vào đây là một cái ví này, hay để vào đây điện thoại các thứ được. Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là những cái đồ gì giá trị thì các bạn không nên để vào đây, bởi vì là để những cái đồ giá trị vào đây thì có thể là nó sẽ bay đi rất là nhanh thôi. Đấy, ở Việt Nam mà lo lắng lắm. Về cốp xe thì sao? Cốp xe sẽ mở thẳng trực tiếp ở trên cái chìa khóa này nhé các bạn nhé. Và khi mà mình mở ra thì các bạn sẽ thấy là cái phần cốp xe này nó tương đối là thoải mái để chúng ta có thể để được một cái MacBook 13 inch vào đây được, hoặc là chúng ta có thể để thêm một cái mũ bảo hiểm nửa đầu, hay là túi sách, hay là ví cái thứ vào đây thoải mái nhé. Bình xăng thì sẽ rơi vào khoảng trên dưới 4 lít,
và với công bố của nhà sản xuất là khoảng 1,5 lít trên 100 km trong điều kiện tiêu chuẩn, thì mình nghĩ là nếu các bạn đổ đầy bình xăng này thì nếu mà khoảng cách từ nhà đến cơ quan mà nó gần ý, thì có lẽ là đi cả tuần mới phải đổ xăng một lần. Rồi, cũng là một cái rất là hay. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có toàn bộ cái phần cụm đèn ở phía sau này, nó đều là đèn LED luôn, nó tông sạch tông với cả cái đèn ở phía trước, và bên trong lõi đèn chúng ta sẽ có cái chữ Neoshima. Bô thì sẽ là bô chống bỏng nhá. Đấy, bô chống bỏng, mà đây là bô inox luôn. Đấy, bô inox chống bỏng luôn. Và cái điều này sẽ rất là tốt cho cái tính trang trí cũng như là tính thực tế, đó là chống bỏng được tốt hơn. Các bạn phải tưởng tượng là ngày xưa nếu mà chúng ta đi trên những mẫu xe mà nó không có bô chống bỏng này, thì khi mà chúng ta xuống ở bên phải này rất là nguy hiểm luôn. Bộ chúng ta có thể bị bỏng bô, và bỏng bô xe máy thì nó rát vô cùng luôn. Các bạn sẽ thấy luôn đó là cái chỗ để chân cho người ngồi phía sau với cả chỗ để chân cho người ngồi phía trước nó liền vào với nhau như này. Đấy, để nếu mà bạn nào mà có chở bạn gái hay chở người yêu đi thì chúng ta ngồi nó cũng sẽ gần gũi hơn. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình khá là thích. Đối với cả một cái mẫu xe 50 phân khối như này thì có lẽ là chúng ta sẽ không thể đòi hỏi là đi nó phải mạnh mẽ rồi là hung bạo ở trên phố được. Chúng ta sẽ chỉ đòi hỏi là nó đi lại nhẹ nhàng các thứ ở trong phố, tiết kiệm và không cần phải bằng lái xe thôi. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cái vẻ đẹp của mẫu xe này còn được tôn lên bởi những cái đường mạ sáng bóng như này nữa này. Và tất nhiên nếu mà chúng ta muốn độ những cái đường inox bao quanh xe để bảo vệ xe cũng như là tăng thêm cái tính trang trí nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể độ được, rất là bình thường thôi. Ok, và như vậy là mình vừa mới giới thiệu cho các bạn về cái mẫu xe Neoshima Plus, một cái mẫu xe có thiết kế khá là giống Vespa, có một cái động cơ nho nhỏ để chúng ta có thể đi lại trong phố nhẹ nhàng mà không cần bằng lái xe. Đấy, rồi là nó hội tụ được những yếu tố hiện đại, ví dụ như là đèn LED đổi màu này, mặt đồng hồ điện tử hoàn toàn này. Về an toàn thì có lốp không xăm ở cả phía trước lẫn phía sau, có thêm cả phanh đĩa nữa. Đấy, thì đấy là những điểm mà mình nghĩ là khá là ổn của cái mẫu xe này. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và nếu các bạn muốn mua cái mẫu xe này thì các bạn có thể kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ở phía dưới phần mô tả của video, hoặc truy cập vào website của Rollo Việt Nam. Và tất nhiên khi các bạn mua hàng những cái mẫu xe máy này tại Rollo Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái màu sắc khác để chúng ta lựa chọn nữa. Đấy, nói chung là quá nhiều màu luôn. Các bạn có thể truy cập vào đường link mà mình đã để ở phía dưới phần mô tả của video, hoặc đến trực tiếp cửa hàng các bạn xem là các bạn thích màu nào và các bạn mua màu đó thôi, đúng nào. Và Rollo Việt Nam ngoài cái sổ này ra thì họ còn phân phối rất nhiều những cái dòng xe máy 50 phân khối cũng như là những cái dòng xe máy điện nữa. Đấy, anh em có thể tham khảo qua. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.